Vô địch Copa America, Argentina đi vào lịch sử. Sáng ngày 15 tháng 7, Argentina đánh bại Colombia 1-0, qua đó trở thành đội thành công nhất lịch sử Copa America với chức vô địch thứ 16. Khoảnh khắc Messi khóc như đứa trẻ. Lionel Messi bật khóc khi phải rời sân ở phút 66 trong trận chung kết Copa America 2024 giữa Argentina và Colombia sáng ngày 15 tháng 7. Argentina nhập cuộc khá chủ động và đang chơi lấn lướt so với đối thủ. Tuy nhiên, Colombia mới là đội tạo ra cơ hội trước. Phút thứ 7, John Córdoba tận dụng pha làm tường của đồng đội để tung cú sút đưa bóng đi trúng cột. Đến phút 13, hàng thủ Argentina tiếp tục để lộ khoảng trống. Pha đánh đầu từ cự ly gần của Carlos Cuesta không đủ khó để hạ Emiliano Martinez. Colombia không hề rụt rè trước Argentina. Phút 20, Argentina mới có cơ hội đầu tiên. Messi nhận bóng trong vùng cấm rồi tung cú sút căng. Julian Alvarez nhảy lên tránh nhưng lại vô tình cản trái bóng, khiến Argentina lỡ cơ hội mở tỷ số. Phút 32, khung thành của Emiliano Martinez lại chao đảo. Thủ môn thuộc biên chế Aston Villa bay người hết cỡ mới có thể cản pha nã đại bác từ khoảng cách hơn 20m của Lema. Messi nén đau để thi đấu. Những phút cuối hiệp 1, Messi bị đau sau một pha kê gầm dày từ hậu vệ bên phía Colombia. Siêu sao sinh năm 1987 vẫn nén đau để thi đấu. Ở ngoài sân, huấn luyện viên Lionel Scaloni cũng để Lautaro Martinez khởi động, phòng trường hợp xấu. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0. Argentina thậm chí còn chưa có lần dứt điểm trúng đích nào. Argentina đẩy cao tốc độ tấn công sau khi hiệp 2 bắt đầu. Hai cơ hội của đoàn quân áo sọc trắng, xanh đều được trao cho Angel Di Maria. Tuy nhiên, ngôi sao của Benfica đều không thắng được sự lăn xả của thủ môn và hậu vệ đối phương. Trong thế trận bế tắc, Argentina chịu tổn thất nặng nề khi Lionel Messi phải rời sân. Vết đau từ cuối hiệp 1 khiến siêu sao sinh năm 1987 không thể tiếp tục thi đấu. Sau khi trở về khu kỹ thuật, Messi đã ôm mặt, khóc nức nở. Phút 76, cầu thủ vào sân thay Messi, Nicolas Gonzalez dứt điểm tung lưới Colombia. Khi cầu thủ, cổ động viên và ban huấn luyện Argentina đang ăn mừng, trọng tài biên căng cờ báo lỗi việt vị của một cầu thủ bên phía nhà đương kim vô địch. Tỷ số 0-0 được giữ nguyên cho đến hết thời gian chính thức. Ở hiệp phụ đầu tiên, Argentina tấn công dồn dập nhưng chỉ có một cơ hội. Nicolas Gonzalez dứt điểm từ cự ly gần nhưng vẫn bị thủ môn Vargas bắt gọn. Lautaro sắm vai người hùng từ ghế dự bị. Phút 112, Paredes thực hiện pha cắt bóng chuẩn xác ở giữa sân, qua đó mở ra tình huống phản công cho Argentina. Lo Celso chọc khe vừa tầm để Lautaro thoát xuống. Dứt điểm chéo góc, mở tỷ số. Paredes, Lo Celso và Lautaro, ba cầu thủ mang về bàn thắng cho Argentina đều vừa vào sân từ ghế dự bị từ phút 97. Trận chung kết Copa America 2024 khép lại với chiến thắng dành cho Argentina. Messi cùng đồng đội tiếp tục chu kỳ thành công với danh hiệu lớn thứ 3 liên tiếp, Copa America 2021, World Cup 2022 và Copa America 2024. Chiến công này tương tự với những gì thế hệ vàng của tuyển Tây Ban Nha làm được cách đây hơn một thập kỷ, Euro 2008, 2012 và World Cup 2010. Ngoài ra, Argentina còn vượt qua Uruguay để trở thành đội tuyển vô địch Copa America nhiều nhất với 16 lần đăng quang.